ngày một đêm tập 63. Với sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải và Tiến Linh, hai chân sút vàng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt phải kể đến độ hài hước của nam cầu thủ Tiến Linh khi chủ động tuyên chiến cùng Lê Dương Bảo Lâm. Anh còn quyết tâm dẫn dắt đội mãi vô chiến thắng đội đá thủ của Lê Dương Bảo Lâm rít pha níu thứ hai trong thử thách đá bóng siêu năng lực. Không chỉ chiến thắng và giành về sức ăn sướng, nam cầu thủ còn liên tục cà khịa Lê Dương Bảo Lâm trên bàn ăn. Điều này khiến cho thuồng luồng làng hài không khỏi bất ngờ. Trước nhân tố bí ẩn này, nam nghệ sĩ còn nhiều lần cứng họng khi Tiến Linh đề cập đến những niềm vui sướng nhất của anh là ghi hai bàn vào đội Lê Dương Bảo Lâm. Những khoảnh khắc này làm cho khán giả vô cùng hào hứng. Không ít bình luận để lại rằng cuối cùng Lê Dương Bảo Lâm cũng bị hứng hiệp hay Tiến Linh thay mặt Đức Thịnh tiến lược trả thù Lê Dương Bảo Lâm. Ngoài những màn đáp trả hài hước với Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Linh còn gây hấn cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải, mặc cho người anh thân thiết năn nỉ xin xỏ mình. Việc đội thua là mọi cách để được ăn trong chương trình 2 ngày 1 đêm đã không quá xa lạ với người hâm mộ, không ít khoảnh khắc cười ra nước mắt cũng xuất phát từ những bữa ăn của chương trình. Dù vậy, việc đội trưởng mãi vô, Tiến Linh cố tình làm khó đối thủ lại khiến cho người xem vô cùng hào hứng bởi độ hơn thua không kém Lê Dương Bảo Lâm. Thậm chí nam cầu thủ còn bất ngờ mất trí nhớ tạm thời khi đàn anh Quế Ngọc Hải nhắc lại chuyện cũ, dù kém may mắn hơn so với đàn em khi để vụt mất cơ hội ăn ngon vào phút cuối. Nhưng chân sút Quế Ngọc Hải vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi sự hòa tan nhanh chóng của mình. Ở tiết học môn thể dục, đội đá thủ và đội mãi vô thi đá banh, sự điều khiển trận đấu không giống ai của trọng tài Võ Tấn Phát, luật chơi kỳ lạ của ban tổ chức và tính cách kỳ dị của các cầu thủ khiến trận đấu trở nên lộn xộn, mệt mỏi vào màu. Khán giả phát hiện ra Quế Ngọc Hải hiền queo, còn Tiến Linh quăng miếng cũng dữ lắm. Có Linh trị được Lê Dương Bảo Lâm Đồng Nai rồi, cuối cùng Diệu Lâm cũng có người khắc chế được. Khán giả hài hước viết: cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.